Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Kon Tum có 47 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có tới 31 ca khu vực nội thành chiếm 67%, cao gấp 2 lần khu vực nông thôn. Địa phương đang huy động các lực lượng quyết liệt triển khai các giải pháp kiềm chế, hạn chế phát sinh ca bệnh. Những tháng gần đây, trên địa bàn phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum có 7 ca mắc sốt xuất huyết. Do đó, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, huy động toàn dân diệt lăng quăng tại nhà và quanh khu vực nhà ở, các điểm công cộng, ký cam kết phòng chống sốt xuất huyết. Những cái đoạn mà xảy ra dịch là không phải là ở những cái đoạn gọi là cái yếu điểm, cái trọng điểm, những cái khu này không có mũi, không có vằn gì hết, nhưng mà lại là xảy ra, thì cái này nó ngoài ý muốn của khu dân cư. Khi phát hiện bệnh thì cái thứ nhất là phải thông báo ngay là hay là phải nhập viện ngay. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ thì nói chung là hàng ngày luôn, tức là liên tục vận động bà con là phải là nâng cao cái vai trò là vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng mọi ngày để phòng chống tối đa cái bệnh sốt xuất huyết. Trạm có triển khai trực tiếp xuống tại nhà rong, các hội trường của tổ thôn về các cái nội dung là hướng dẫn cho bà con cách phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Bên cạnh đó thì trạm cũng thường xuyên ra quân tổng dọn vệ sinh vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Khi có ca bệnh thì trạm y tế cũng phân công nhiệm vụ cho cán bộ cụ thể xuống giám sát tại nhà. Bên cạnh đó thì giám sát xung quanh hộ gia đình đó để có các ca bệnh mới hay đang điều trị hay không, để có cái biện pháp chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tại phường Duy Tân, việc ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường được duy trì hàng tuần nhằm loại bỏ nơi trú ẩn của muỗi. Khi đã có ổ dịch của khu bùng phát thì tổ dân phố kết hợp với lại tất cả đoàn thể là vận động nhân dân trong khu dân cư là chúng ta thường xuyên tổng dọn vệ sinh, nhất là các cái khu vực mà bãi rác rồi những cái bể chứa nước có nông hồ gậy, đồng thời là để nhân dân thực hiện tốt công tác phòng dịch, tránh dịch lây lan ở khu dân cư. Trạm cũng thường xuyên xuống bản gia các hộ gia đình và cũng như là các hộ mà có lớp xe á, trạm cũng hướng dẫn sắp xếp gọn gàng để không có bọ gậy lăng quăng và không có chứa nhiều lớp xe ở tại nơi cơ sở, và thường xuyên là vận động người ta là phải chuyển đi vận chuyển. Rồi ủy ban cũng chỉ đạo trạm y tế là ký cam kết các hộ gia đình và cũng như là các hộ lớp xe và phế liệu để thực hiện vệ sinh môi trường, không có bọ gậy, không có lăng quăng. Thành phố Kon Tum có 10 phường, trong đó các phường nội thành là nơi tập trung các hoạt động buôn bán, dân cư đông đúc. Nhiều hộ dân sản xuất trong khu dân cư là yếu tố thuận lợi cho muỗi sinh sản và phát triển. Các cái giải pháp mà để chủ động phòng chống dịch bệnh tại cái khu vực đô thị trong cái thời gian tới thì thứ nhất là cần tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Thứ hai là tăng cường công tác truyền thông, vận động, hướng dẫn, làm mẫu về các biện pháp xử lý dụng cụ chứa nước sinh hoạt thường xuyên, rồi lốp xe đã qua sử dụng, phế liệu, phế thải theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thứ ba là tổ chức quyết liệt chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy. Với phương châm không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết, cùng với sự vào cuộc của chính quyền và ngành chức năng, mỗi hộ gia đình cần chung tay vệ sinh môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng.